Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa Sài Gòn và BKB Bình Dương, đội chủ nhà Sài Gòn sẽ ở phần sân phía tay phải mà cho các bạn. Pha chuyền bóng có thể nói là tương đối chủ quan của Rabao Ali. Vừa có một cú dứt điểm từ phía cầu thủ chủ nhà. Bàn thắng mà Quốc Phương ghi được vào lưới An Giang tại vòng 1/8 quốc gia là một bàn thắng được thực hiện từ cú sút xa rất đẹp mắt. Dứt điểm. Đó là một pha can thiệp hợp lý của Rabao Ali. Trung vệ của BKB Bình Dương đã tạo ra được những khó khăn cho đối thủ. Paulo Pedro, Quốc Phương. Đây là Quốc Long. Nhà bóng ngực. Quốc Phương. Pha tạt bóng rất quyết liệt của Quốc Long. Thêm một cú dứt điểm từ phía cầu thủ Sài Gòn. Nhưng đó không phải là một tình huống mà thủ môn Tấn Trường mắc sai sót. Khá lắt léo, quả đất, rất bình tĩnh, vẫn còn, đánh đầu. Gustavo đã phát huy được tầm cao của mình để cản phá được tình huống tranh chấp trên cao của Wander Luiz. Chiều cao trên 1m9 của Gustavo đã phát huy được tác dụng. Đi Hoàng Mark sẽ thực hiện quả đá này. Đó hoàn toàn có thể sẽ là tình huống cuối cùng của hiệp 1 trận đấu giữa Sài Gòn và BKB Bình Dương. Lưới của Sài Gòn đã rung lên nhưng trước đó tiếng còi đã cất lên, bóng đá vòng từ phía sau đường biên ngang cuối sân trở lại. Liên tục bám sát đường biên dọc để chỉ đạo cầu thủ BKB Bình Dương thi đấu là một huấn luyện viên. Cú sút điểm rất nguy hiểm. Pha sút bóng là của Văn Ngọ. Người nhà bóng là Quốc Phương. Một tình huống chớp nhoáng của cầu thủ Sài Gòn. Pha băng lên là của Quốc Phương. Tấn Trường vừa phải trổ hết tài năng. Đây là pha bóng có thể nói là rất khó hiểu của trung vệ Thanh Long. Pha băng ra rất chính xác, chơi đơn giản. Một là tấn công biên, hai là những đường nhồi bóng thẳng cho các ngoại binh ở phía trên. Rất cố gắng, dứt điểm. Đó là tình huống xử lý của Tô Văn Vũ. Cú đá bằng chân trái. Pha dứt điểm tương đối tốt. Nhưng từ đó là chưa đủ để có thể đánh bại được thủ môn Tấn Trường. Chúng ta vừa được xem lại pha dứt điểm của Giovane và tình huống xử lý đủ kỹ thuật của Bùi Tấn Trường. Wander Luiz, dứt điểm. Số 10 của BKB Bình Dương đã rất cố gắng trong tí vừa rồi. Hơi tiếc một chút cho Wander Luiz là pha tiếp cận trái bóng ở tư thế có phần hơi với đã khiến cho lực dứt điểm của anh không còn ở mức độ tối ưu. Quả trái bóng của Đinh Hoàng Bắc. Khá nguy hiểm. Tỷ số là 1-0 cho BKB Bình Dương. Bàn thắng hoàn toàn có thể được tính cho Pedro Augusto. Tân binh của đội bóng áo xanh đã lập công ở cự ly rất gần với khung thành của câu lạc bộ Sài Gòn. Pha phá bóng lỗi của Giovane Silveira đã dâng cơ hội cho tân binh của đội khách. Pedro Augusto gần như ngay lập tức đã băng vào để tận dụng thời cơ. Đã có lỗi của Giovane. Quốc Long. Goal! Không được. Pha băng vào là của Cao Văn Triền. Đây là một trận đấu tốt của Bùi Tấn Trường.
thủ môn của BK Bình Dương đã hoạt động hiệu quả. Như vậy là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sài Gòn và BK Bình Dương ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019 đã khép lại chỉ với một bàn thắng được ghi. Một trận đấu xuất sắc của Bùi Tấn Trường.